Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Tại Công ty Cổ phần Giày Phúc Yên, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tham dự có đại diện một số sở ngành liên quan và hơn 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi đối thoại, người lao động, người sử dụng lao động đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Các ý kiến được đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh giải đáp đầy đủ, kịp thời. Qua đó giúp đơn vị sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ hơn các quy định về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời chia sẻ với ngành bảo hiểm xã hội trong việc thực thi chính sách. Thành đoàn Vĩnh Yên tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới kỷ niệm 125 năm đô thị Vĩnh Yên, 29 tháng 12 năm 1899, 29 tháng 12 năm 2024. Hội thi dân vũ thanh niên Vĩnh Yên đã thu hút trên 600 đoàn viên thanh thiếu niên đến từ 9 đội của đoàn thanh niên các xã phường tham gia. Tuổi trẻ thành phố đã thể hiện màn đồng diễn dân vũ trên nền nhạc ca khúc Sứ mệnh thanh niên vô cùng ấn tượng. Trong không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, thể hiện khát vọng của tuổi trẻ, ngợi ca hình ảnh người thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cổ vũ, động viên các bạn trẻ tham gia hoạt động đoàn với hy vọng tiếp lửa và lan tỏa tinh thần, ý chí của thanh niên Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên. Cổ vũ tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Doanh nghiệp huyện Bình Xuyên vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ lần thứ 2, Hội Doanh nghiệp huyện Bình Xuyên gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 bùng nổ đầu tiên trên địa bàn huyện. Song, với sự đồng lòng của Ban chấp hành hội và sự quyết tâm của từng doanh nghiệp, các hoạt động sản xuất, kinh doanh được đảm bảo, tạo thu nhập cho người lao động, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế chung của huyện Bình Xuyên. Công tác phát triển hội luôn được quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp thêm 15 hội viên, nâng tổng số lên 60 doanh nghiệp. Song song với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nghiệp huyện Bình Xuyên còn tích cực tham gia các chương trình xã hội. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nghiệp huyện Bình Xuyên đặt mục tiêu kết nạp thêm 200 hội viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình liên kết, hợp tác, tích cực chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hiệu suất lao động, tạo việc làm cho nhân dân, đóng góp nhiều hơn nữa cho chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Bình Xuyên nói riêng. Vĩnh Phúc với nhiều thế mạnh về sản xuất nông nghiệp đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Sự đầu tư bài bản về công nghệ đã góp phần nâng cao giá trị của các sản phẩm nông sản bản địa của tỉnh. Những sản phẩm quà tặng có ý nghĩa cho sức khỏe và phù hợp với tất cả các lứa tuổi, đối tượng luôn được doanh nghiệp này quan tâm phát triển đa dạng, chủng loại, đổi mới hình thức, mẫu mã sản phẩm đi đôi với nâng cao chất lượng. Đây đều là những sản phẩm có nguồn gốc từ nông sản các địa phương trong tỉnh, như mật ong, gừng, sả. Hiện nay, hầu hết sản phẩm của công ty đều đạt chứng nhận OCOP 4 sao của tỉnh và nhiều giải thưởng giá trị của cấp bộ, ngành, trung ương. Công ty có những cái định hướng chiều sâu cho cái việc là phát triển các cái nông sản đó và đặc biệt là nâng cao chế biến sản phẩm để nâng cao giá trị cho cái sản phẩm nông sản của Việt Nam. Và từ đó chúng tôi sẽ xây dựng thương hiệu theo hướng là phân khúc thị trường chất lượng. Thứ nhất là tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng về nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Chúng tôi đã phải thường xuyên trao đổi với những người trồng nông sản để họ có những cái định hướng nhất định trong cái việc là nâng cao chất lượng. Từ đó chúng tôi có nguồn nguyên liệu tốt hơn. Còn đối với những sản phẩm nấm ăn của công ty Nấm Phùng Gia, khi đưa công nghệ cao vào sản xuất, giá trị của sản phẩm này đã tăng lên rõ rệt với hai dòng nấm đùi gà và nấm sò yến. Nấm Phùng Gia đang dần trở thành một thương hiệu mạnh trong ngành nấm. Với sản lượng khoảng 1 tấn nấm tươi được thu hái mỗi ngày, nấm Phùng Gia đang có mặt tại rất nhiều các siêu thị lớn trên khắp miền Bắc và cả nước. Trong cái chuỗi cung ứng của chúng tôi thì hiện tại tôi cũng đã làm việc với các đơn vị, các hệ thống siêu thị trên toàn quốc, đặc biệt là hệ thống Vinmart. Chúng tôi đã cung ứng ra cái thị trường ở toàn quốc. Doanh nghiệp chúng tôi cũng đang định hướng đến là cái sản phẩm mà sau chế biến, chẳng hạn như sản phẩm khô, thì sẽ tiếp cận được cái thị trường đấy sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn.
Những tiềm năng thế mạnh về nông sản của Vĩnh Phúc vẫn còn rất lớn. Việc khai thác những tiềm năng sẵn có này cũng như nâng cao giá trị của sản phẩm nông sản, tạo sức cạnh tranh trên thị trường cần có sự tham gia đắc lực từ phía doanh nghiệp, nhất là trong việc chế biến sâu từ các sản phẩm nông sản. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động ngăn chặn, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ sản xuất, các ngành chức năng của tỉnh cũng như người chăn nuôi đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng chống, đảm bảo an toàn cho đàn lợn. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra trên 660 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 44.200 con lợn. Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, biện pháp thiết thực nhất đó là con giống khi mua về phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch của cơ quan thú y, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn lợn theo quy trình chăn nuôi. Bên cạnh đó, người chăn nuôi thực hiện tốt 5-0, không mua bán lợn bị bệnh, không ăn tiết canh, thịt lợn bị bệnh, không giấu dịch, không vứt xác lợn ra môi trường xung quanh, không vận chuyển, giết mổ lợn bị bệnh. Khi phát hiện lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh, cần khai báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chăn nuôi và thú y để có biện pháp xử lý kịp thời. Cái nguy cơ lây lan và phát sinh trên địa bàn tỉnh được xác định là rất là cao. Thế do vậy là đối với các cái giải pháp để mà phòng chống thì đối với các cấp chính quyền địa phương thì cái giải pháp thứ nhất là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, lấy mẫu, xác minh dịch bệnh để phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời để có các cái biện pháp xử lý không để dịch bệnh lây lan ra thành các cái ổ dịch lớn. Thứ hai là đối với người chăn nuôi thì giải pháp quan trọng nhất vẫn được đánh giá là sử dụng cái giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cùng vào cùng ra, lựa chọn các cái cơ sở uy tín để chăn nuôi con giống và đặc biệt là lưu ý cái nội dung là vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại và khu vực chăn nuôi. Hiện nay, lực lượng thú y từ tỉnh đến cơ sở đã phân công bố trí cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với địa phương hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt quy trình phòng bệnh, nhất là vệ sinh, khử trùng tiêu độc hàng ngày, áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay tại địa phương.